Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điển tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sau 3 ngày Trịnh Kim Chi kêu gọi thành công 270 triệu giúp đỡ diễn viên thương tính. Mới đây nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã trao tận tay số tiền 270 triệu cho diễn viên thương tính sau 3 ngày kêu gọi ủng hộ. Ngày 26 tháng 2, cả showbiz bàng hoàng khi nghe tin Minh Tinh màn bạc diễn viên thường tính bất ngờ nhập viện vì đột quỵ. Vốn một thời lần lẫy hoàng kim, nhưng khi đến về già, ông phải chịu cảnh cô đơn trên giường bệnh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên gia đình thường tĩnh không đủ sức để chi trả tiền viện phí. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết đã ra tay tương trợ, kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ để giúp nam diễn viên vượt qua giai đoạn khó khăn. Tối ngày 28 tháng 1, bà bầu sân khấu kịch đã thông báo số tiền hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành cho diễn viên thương tính sau ba đợt kêu gọi quyên góp đã lên đến hơn 270 triệu đồng. Cụ thể trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi chia sẻ cho phép Chi thông báo tổng kết đợt 3 số tiền ủng hộ nghệ sĩ thương tính mà tài khoản Chi nhận được. Đợt 1 76,566 triệu đồng, đợt 2 149,600 triệu đồng đợt 3 46,200 triệu đồng. Theo đó, nữ nghệ sĩ cũng cho biết sẽ nhận ủng hộ của nam diễn viên đến hết 12 giờ trưa ngày 1 tháng 3 2021. Sau đó, cô sẽ trao lại toàn bộ số tiền ủng hộ cho gia đình nghệ sĩ thương tính. Và đáng chú ý, dưới bài đăng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đã chia sẻ khoảnh khắc con gái mình tinh mạng bạc có mặt tại bệnh viện để thăm non và động viên gia. Hình ảnh con gái nhỏ của diễn viên thường tính buồn rầu, ngờ ngát, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, con gái nam tài tử màn ảnh hiện đang học lớp 1 và sinh sống cùng mẹ tại quê nhà Phan Rang. Với số tiền ủng hộ lớn từ các mạnh thường quân, gia đình nam diễn viên dự định sẽ dùng một phần tiền để mua bảo hiểm cho con gái và lo cho cuộc sống gia đình sau này. Nghệ sĩ Thương Tính sinh năm 1956 và để lại nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả như sáu tâm trong biệt động Sài Gòn, tám thương trong chiến trường chia nửa vầng trăng, vài thiếu tá lưu trọng kỳ vọng trong ván bài lật ngửa. Hiện tại tình hình sức khỏe của diễn viên thường tính vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ.